Tổng giáo phận Sài Gòn, các tân hạt trưởng nhiệm kỳ 2022 đến 2027. Tổng giáo phận Sài Gòn. Sau khi tham khảo ý kiến tất cả các linh mục của từng giáo hạt hiện diện trong kỳ thường huấn linh mục 2022, vào ngày 30 tháng 8, Đức Tổng giám mục Du Xe Nguyễn Năng đã công bố danh sách các vị tân hạt trưởng nhiệm kỳ 2022 đến 2027 của Tổng giáo phận Sài Gòn như sau. Kỳ thường huấn linh mục năm 2022 của Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022 tại Đại chủng Viện Thánh Du Xe Sài Gòn với 330 linh mục tham dự. Trong dịp này, Hội đồng Linh mục nhiệm kỳ 2022 đến 2027 của Tổng giáo phận cũng đã được các linh mục bầu chọn lại. Sau đây là danh sách các linh mục Tân Hạt Trường, nhiệm kỳ 2022 đến 2027. 1. Linh Mục, Du Xe, Đinh Hiển Tiến, hạt trưởng hạt Bình An. 2. Linh Mục, Do An Bao Ti Si Ta, Nguyễn Quang Tuyến, hạt trưởng hạt Trí Hòa. 3. Linh Mục, Du Xe, Mai Thanh Tùng, hạt trưởng hạt Gia Định. 4. Linh Mục, Du Xe, Phạm Đức Tuấn, hạt trưởng hạt Gò Vấp. 5. Linh Mục, Đa Minh, Nguyễn Trung Kiên. Hạt trưởng hạt Hóc Môn 6. Linh Mục Giuse Maria Lê Quốc Thăng Hạt trưởng hạt Phú Nhuận 7. Linh Mục Do An Bao Ti Sita Vũ Mạnh Hùng Hạt trưởng hạt Phú Thọ 8. Linh Mục Gáp Gia En Trịnh Công Tránh Hạt trưởng hạt Sài Gòn Trợ Quán 9. Linh Mục Phaolô Nguyễn Quốc Hưng Hạt trưởng hạt Tân Định 10. Linh Mục Du Xe, Lê Hoàng, Hạt trưởng Hạt Tân Sơn Nhì, 11, Linh Mục, Do An Kim, Trần Văn Hương, Hạt trưởng Hạt Thủ Đức, 12, Linh Mục, Phê Rô, Nguyễn Ngọc Vượng, Hạt trưởng Hạt Thủ Thiêm, 13, Linh Mục, Du Xe Maria, Phạm Hồng Thái, Hạt trưởng Hạt Xóm Chiếu, 14, Linh Mục, Vinh Sơn, Nguyễn Minh Huấn. Hạt trưởng hạt xóm mới, nguồn tổng giáo phận Sài Gòn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh tin yêu Chúa. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận tất cả những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các quý vị và các bạn xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo